hoàn hỷ dạy con cách thực hiện đề mục tùy niệm tùy niệm giới và đề mục thân hành niệm và niệm chết ờ, tư sư cư sĩ tại gia có thể giữ 10 giới 10 giới đó gồm chín điều trong bát quan và giới không giữ tiền bạc đúng không sư à, ờ, thưa quý vị đó như sư nói đó muốn mà hành thiền cái việc hành thiền vì có kết quả thì quý vị phải đến gặp trực tiếp cái vị thầy hướng dẫn. Mặc dù á, cái lời hướng dẫn nó chỉ có vài câu nói thôi. Nhưng mà mình phải tới. Tại vì cái thái độ nó là một trong những cái nhân tố quyết định cái việc mình hành thiền á, nó có hiệu quả hay không. Có thể quý vị không có tin chuyện này nếu những quý gì hỏi sư sẽ trả lời online, sư nói như thế nào, thì khi quý vị gặp trực tiếp sư á, sư cũng nói y chang như vậy. Nhưng mà khi quý vị nghe hướng dẫn online, quý vị hành có khi không có kết quả, mà quý vị nghe trực tiếp sư đến gặp trực tiếp, vì hành nó lại có kết quả. Ờ, thành ra không phải là sư uh, ích kỷ, uh, bỏng sẻ về Pháp. Nhưng mà Pháp nó có những cái nó vi diệu như vậy. Mình phải biết. Uh, và xin thưa với quý vị, làm ơn, làm phước. Đừng có suy nghĩ là gặp ông sư là phải tốn tiền. Có rất nhiều cư sĩ sư sinh thưa, rất nhiều người đến gặp sư hỏi đạo đương nhiên à, sư cũng phải nhìn nhìn mặt là coi họ có đáng thời gian để có đáng mình bỏ thời gian hay ra hay không nhưng mà có rất nhiều trường hợp ừ, họ tới rồi họ hỏi đạo sư rồi sư hướng dẫn sư trả lời toàn bộ quá trình đó có khi là họ tới ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác mà họ chớ hề họ không hề cúng dường sư một đồng nào hết nó thẳng như vậy và sư cũng không vì cái chuyện đó mà sư phiền lòng Nói để chú ý hiểu đó Không phải là sư đến đó mà sư trông chờ quý vị là cái bao thơ đâu Nha Nhưng cái quan trọng là cái thái độ Cái thái độ Thành thử tôi có rất nhiều người Họ đến họ hỏi đạo với sư là cả tháng trời như vậy đó Họ không hề cúng dường sư Cái nào mà sư cũng không có phiền Sư cũng không có chờ Cũng không hề trông mong là họ sẽ cúng mình cái gì nhưng mà sư vẫn hoan hỷ vì họ xứng đáng để mình dành thời gian để mình hướng dẫn họ nhưng mà có những người đó họ đến họ cũng có cúng dường nhưng mà sẽ không muốn dành thời gian cho họ thành ra cái thái độ nó quan trọng rất là quan trọng Ờ, đương nhiên thì uh, có một số cái đề mục thiền sư đã hướng dẫn thì quý vị có thể tham khảo trong cái um, uh, lớp Phật pháp nền tảng uh, uh, hoặc là trong cái phần vấn đáp thì có đôi chỗ thì sư có sư có nhắc tới uh, nhưng mà xin thưa là khi không được hướng dẫn trực tiếp đó, thì uh, nó chỉ mang cái ý nghĩa tham khảo thôi chứ còn mà nói nó có kết quả thì không có nha nói nhỏ cho nhau nghe để quý vị biết nếu như mà có trân trọng cái việc thành thiền thì mình phải biết cái cái, cái điều kiện để giúp cho cái việc thành thiền của mình nó có tiến bộ hmm. còn nếu mà quý vị vẫn muốn nghe thì sư vẫn nói cho quý vị nghe tức là cái gì tùy niệm giới là xét coi cái giới của mình cái giới của mình nó nó như thế nào nó có đầy đủ nó có trọn vẹn hay không nó có bị rách hay không nó có bị lũng hay không nó có vấn đề gì còn nghiêng hoặc về giới hay không thì quý vị suy suy xét như vậy suy xét liên tục về giới cho nên nó là cái đề mục tùy niệm còn cái thân hình niệm á thì đã được cái đề cập riêng trong bài kinh thân hình niệm rồi tức là ví dụ như hít vào biết là hít vào thở ra biết là thở ra rồi đi biết là đi đứng biết là đứng ngồi biết là ngồi nằm biết là nằm còn cái niệm chết thì như là sư cũng đã nói rồi nói rồi suy xét suy xét về cái cái sự mong manh mong manh của cái sinh mạng nó có thể chết bất kỳ lúc nào suy xét liên tục nhiều tuy nhiên là sư có một cái bài giảng cụ thể nhiều nhiều hơn nhiều ở trong cái phần mà uh, lớp phật pháp nền tảng ấy, mở cái đó ra xem nhưng mà một lần nữa xin lặp lại nha cái việc hành thiền uh, mà nếu như mà mình chỉ cầu online á thì uh, học online thì chắc cũng chứng cái kiểu chứng online thôi nha muốn có kết quả thì cái thái độ là một trong những cái yếu tố cần có pháp rất là vi diệu uh. uh, còn cái chuyện mà giữ giới thì um, quý vị muốn giữ bao nhiêu giới cũng được nhưng mà như như thế này có những cái nó thuộc về giới có những cái nó thuộc về phận sự uh, có những giới cái nó thuộc về điều học tức là có những cái đó nó là giới nhưng mà nó cũng là điều học nhưng mà có những cái nó là điều học nhưng mà nó không phải là giới Uh, ví dụ như uh, chư tăng thì có cái điều học như là ăn thì không có nhai phát ra thanh nhóc nhép khi ăn thì không có liếm không có liếm môi đấy uh, thì cái đó thuộc về cái điều học chứ không có thuộc về giới uh, nhưng có những cái thuộc về giới thì uh, khi quý vị muốn thọ nhiều hơn tám giới đó Uh, quý vị có thể uh, tham khảo uh, những cái giới bậc cao hơn ví dụ như là giới sa di hoặc là giới tỳ kheo uh, quý vị có thể tham khảo rồi quý vị uh, thực hành nhưng mà nó sẽ có những cái hạn chế ha? Uh, ví dụ như ở đây thì quý vị muốn uh, giữ 10 giới như là sa di thì cũng được nhưng mà sư hỏi thiệt là quý vị có có nhắm làm được hay không mà nếu như mình không giữ tiền bạc là bởi vì mình có có mẹ mình giúp có ba mình giúp rồi mình rồi có người này người kia giữ tiền giùm thì cái chuyện mà mình giữ cái mình giữ cái giới này là phải xem lại ha rồi là người tại gia cư sĩ thì quý vị còn phải đi làm rồi làm sao quý vị tránh được những cái chuyện đó cho nên á cái này thì có thể làm được nhưng mà chỉ giới hạn trong những cái ngày bắt quan trai thôi tức là đó là những ngày mà chúng ta không có làm việc nghỉ làm thì như vậy đó quý vị có thể thực hành